Bitcoin hôm nay à, các bạn nhìn thấy là hiện tại thì ở trên khung thời gian 4 giờ à, MACD đã bắt đầu cắt xuống này ở trên khung thời gian ngày thì Bitcoin à, vẫn còn xuống tăng các bạn nhé trên khung thời gian ngày thì Bitcoin vẫn còn xuống tăng này ở trên cái khung thời gian là à, 8 giờ thì cái xu hướng tăng nó chưa bị nó chưa bị giảm nó chưa bị giảm nhưng có một số các cái tín hiệu nó đã về vùng quá bán rồi Trên khung thời gian 4 giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng là Bitcoin đã có dấu hiệu chỉnh à, Tuy nhiên thì nó chưa có những cái dấu hiệu chỉnh mạnh lắm Nếu nó vẫn trụ được trên vùng 21k ấy Thì có khả năng là sao? Có khả năng là nó sẽ đảo chiều Đúng không? Có khả năng là nó sẽ đạo chiều Thì hiện tại thì các bạn nào mà muốn sọt Bitcoin ấy nghĩ rằng nên đợi cái tín hiệu nó rõ ràng hơn và đây cũng có thể là cái vùng sọt tiềm năng đúng không ạ? Đấy, nó đã chạm đến ở cái vùng 21k5 là cái vùng cản cũ và bây giờ sẽ có một cái vùng cản rất mạnh ở cái vùng 21k ở vùng hai khoảng 21k. Nếu mà thủng cái vùng đấy các bạn thì các bạn có thể là đánh cái lệnh lệnh sọt còn hiện giờ thì nên là đứng ngoài cho lành anh chị em. Trên khung thời gian 2 giờ thì chưa có tín hiệu giảm mạnh đâu chưa có gì tiện nên là sọt vùng này cũng khá là hên xui nên các bạn hãy đợi là nó giảm qua 20k9 thì chúng ta vào cũng chưa muộn đúng không ạ các bạn có câu hỏi về bất kỳ đồng coi nào ạ hãy comment xuống dưới nhé nhé